Em chào các bác, ở bên em bao ship đơn hàng từ 200.000 ạ. Địa Lan Triều Châu Tố Hà, hiện tại thì em đang còn có một số đơn. Ở khóm này thì gồm có 5 thân ạ và 2 mầm con đang lên như thế này. Khóm này đợi một khóm như thế này. Khóm này thì hiện tại thì em đang bán là 1 triệu khóm này. 1 triệu khóm này có một mầm này, 2 mầm đang lên và có 5 thân. Đấy, còn những cái thân lẻ một là 220.000 một thân, bao ship ạ. Đây có mầm con lên rồi các bác nhé. Đây có chồi đang lên rồi đây này. Đơn này có 2 chồi đang lên luôn ấy. Đây này. Đơn này có 2 chồi đang lên luôn. Đây này, 220.000 một thân. Đây ạ, thân này thì mầm lên cũng khá là cao rồi. Thân này thì cũng khá là bé, 220.000. Đây, thân này thì củ nó cũng khá là to các bạn. Đây cũng có mắt đang lên rồi đây này. 1 này, 2 này. Đó, cũng có 2 mầm đang lên rồi, cây rất là lực luôn. Triều Châu Tố Hà thì mặt hoa của nó rất là xuất sắc luôn. Hôm trước thì em cũng có quay cái mặt hoa của nó đấy. Đây, thân này thì cũng có 2 mầm nhá, nhìn bé bé thế này thôi, một mầm lên bằng này này. Đằng bên này cũng có một mầm đang lên luôn. Đó. Địa lan tàu thì nó khá là dễ trồng thôi, các bác chỉ cần xử lý giá thể tốt thì trồng nó lên rất là tốt luôn. Đấy, Triều Châu Tố Hà. Còn có một số đơn đấy, các bác mà yêu thích dòng này thì các bác liên hệ ủng hộ em. Thanh Ngọc thì nhà em vẫn có các bác nhé. Thanh Ngọc nhà em thì hiện tại em đang bán là 55.000 một thân này. 55.000 một thân. Thì hiện tại thì nhà em đang có chậu 6 thân, chậu 8 thân, chậu 3-4 thân cũng có các bác nhé. 7 thân này. Các bác lấy bao hoặc là các bác cũng có thể lấy 1-2 thân để trồng sưu tầm chơi cũng được ạ. Thì em cũng tách cho các bác được, cây rất là đẹp luôn. Còn Hoàng Kim Bảo thì 190.000 một chậu. Một chậu nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7-8 thân như này. Đây rất là nhiều thân luôn đấy ạ. Nào. 1 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tầm 8, 8 thân như này. Đây cây rất là đẹp luôn. Đó. Hoa địa lan thì đều là, cái này đều là hoa nở vào dịp Tết âm lịch các bạn. Hoa thì rất là thơm luôn. Nói chung là địa lan thì em thấy dòng nào hoa cũng thơm. Còn tất cả những cái mẫu chậu thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Mẫu chậu nan thì nhà em có chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng. Mẫu chậu nan nhà em thì đều là mẫu nhựa HD. Đây là mẫu chậu bí này. Mẫu chậu bí nó sẽ không có kèm nan phụ. Đấy, rất hợp để các bác trồng những cái dòng lan đơn thân. Chậu bí thì sẽ có phi 30, phi 20. Phi 20 là 10.000 ạ, phi 25 là 12.000, phi 30 là... Phi 30... có con bọ. Phi 30 thì là 16.000 và phi 35 là 27.000 các bạn. Đây phi 35 đây. Phi 35 đủ 35 luôn các bạn, rất to luôn. Còn mẫu chậu sen ạ, mẫu chậu sen nhà em thì sẽ có phi 20, 25 và 30. Chậu này thì nhà em đang hiện tại thì em đang bán là chậu 20 là 10.000 ạ, chậu 25 là 13.000 và chậu 30 thì hiện tại thì em đang bán là 21.000 một cái. Thực ra chậu 30 nó là 35 các bác nhé. Mỗi chậu sen này của nhà sản xuất họ đưa ra ấy, thì nó chỉ là 25, 30 và 35 thôi. Nhưng mà đo viền ngoài, nếu mà đo đường kính, đo theo viền ngoài ấy, đo theo cả cái xòe ra này. Nhưng mà cái chậu 30 trong lòng nó chỉ được 28 thôi. Để nó không đầy đủ cho nên là em sẽ báo như thế để các bác đỡ nhầm lẫn. Còn mẫu chậu nan ạ, mẫu chậu nan thẳng nhà em cũng là nhựa HD nhưng mà màu đen và cái phần thanh nhựa của nó có phần là mỏng hơn các bác nhé. Do là nó mỏng hơn thì cho nên là giá cả của nó cũng sẽ rẻ hơn. Có phi 20 là 6.000 ạ, phi 25 đo thực tế được có 23 thôi. Chậu đấy thì em đang bán là 7.500 một cái. Còn chậu 28 với chậu 30 thì là 11.000, còn chậu 35 là 17.000. Đấy. Mẫu chậu nan thì chậu 35 thì nhà em sẽ có chậu bí với cả chậu nan thẳng này. Đấy, chậu 35 đây. Mẫu chậu của Trung Quốc, mẫu chậu đi trong địa của Trung Quốc, mẫu chậu E này thì nhà em sẽ có phi 2 E280, E280 là 7.000, E300 là 9.000 ạ, còn E330 là 12.000 một cái. Riêng mẫu chậu E thì cái tên của nó thôi, không phải kích thước của chậu các bác nhá, chậu tên của chậu thôi. Chứ còn E280 thì đường kính miệng của nó có 22 mà chiều cao là 20. Còn E300 thì đường kính miệng là 25 và chiều cao là 22. Còn E330 đường kính miệng là 27 và chiều cao là 25. Còn mẫu chậu đen ạ, mẫu chậu đen thì
Mẫu chậu đen này, mẫu chậu đen thì nhà em sẽ có phi 16 là 3.000, phi 18 là 3.500, còn phi 21 là 4.000. Ở vỏ thông thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Sẽ có số vụn ngô này, vụn đỗ là 8.000, vụn ngô là 10.000 ạ. Còn sẽ có số 1 đến 2 sen, 2 đến 3 sen, 3 đến 4 sen. Cái đấy là 20.000 một cân. Với cái giá 20.000 một cân là để cho các bác mà lấy một vài cân để đi kèm với phân thuốc thôi. Còn nếu mà các bác cứ tách đơn cho em từ 10 cân là chỉ có 16.000 một cân thôi. 16.000 một cân là các bác cứ tách đơn từ 10 cân cho em thì sẽ là 16.000 một cân và bao ship từ 10 cân. Đấy, thì như thế thì nó sẽ rẻ hơn về các bác để dùng dần được các bác. Đây, 2 đến 3 sen này, còn một loại 3 đến 4 sen nó to hơn nữa. Phân dê thì nhà em vẫn có các bác nhé, phân dê là 15.000 một cân. Còn phân châu khô là 18.000 một cân. Còn về phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ tất cả các loại phân thuốc các bác nhé. Đây, trên kích mầm chai thì nhà em có dưỡng chất AB, lọ này là 70.000 một lọ các bạn. Kể cả lan kiếm, lan thân thòng đều dùng được các bác nhé. Đạm cá là 50.000, đạm cá Mỹ, lọ này là 250ml này. Đấy, còn hoặc là các bác không có thể dùng này trồi. Này trồi của Thái, lọ này là một lọ này là 35.000, 250ml. Kích mầm thì nhà em có kỳ duy ạ, kỳ duy xanh, kỳ duy đỏ. Duy xanh thì pha phun, duy đỏ bôi trực tiếp. Duy xanh là 45, duy đỏ là 55 các bác nhé. Diệt nấm mốc rong rêu vi khuẩn thì có Bencona. Bencona thì một lọ là 25.000. Đấy, còn là canxi super can maze này, canxi kali, cái này là 25.000 một lọ. Ngoài ra canxi nhà em thì còn có canxi bo maze 28.000, canxi bo thường cái này là 25.000 ạ. Phân tan chậm sẽ có phân xanh là 140, phân vàng 150, phân chì 120, phân trắng 220 và phân Hàn Quốc là 120. Còn chùn quế ạ, phân chùn quế thì sẽ có chùn quế ép viên to và ép viên nhỏ, không nghịch nước nữa nhá. Chùn quế ép viên to thì là 40.000 một cân, còn viên nhỏ thì là 32.000 một cân. Ngoài ra thì ben 1 thì nhà em sẽ có ben hộp 1 cân là 55.000. Ngoài ra thì có ben bao 10 cân. Nhà em có ben bao 10 cân là 470.000 một bao, các bác lấy nửa bao là 240 này. Cốc điều hòa sẽ có cốc to, cốc bé, cốc to là 4 là cốc to là 13.000, cốc bé là 8.000. Super Thai hàng nguyên đai, cái lọ này là 120 các bác nhé, 120.000 ạ. Với cái này thì là 50.000 một gói này. Siêu lân đỏ dạng gói là 6.000, siêu lân xanh là 4.000. Cái túi lưới ạ, túi lưới đựng phân, túi lưới này thì 10.000 một lạng. 10.000 một lạng, một lạng của nó sẽ được tầm khoảng 7 mét như này các bạn. Ngoài ra thì em còn có túi lọc nhé, túi lọc đựng, túi lọc trà, nó dạng kiểu như túi lọc trà ấy, kích thước của nó là 8x10. Với cái kích thước này thì các bác có thể vừa đựng được phân hữu cơ, phân vô cơ đều được ạ. Các bác đừng lấy cái 5x7 nó bé lắm. Chỉ đựng được phân vô cơ thôi. Không, phân hữu cơ không cho vào được, rất là khó để nhồi nhét nó vào ấy. Đấy. Ngoài ra thì em còn có cái túi lưới lót chậu các bác nhá. Túi lưới lót chậu cũng có hai loại, loại to, loại bé nữa. Cái đấy cũng là 10.000 một lạng. Còn em gieo là 27.000 này. Kinkinbun ạ, Kinkinbun là 25.000 gói 45g. Đấy. Phân thuốc thì các bác cần loại nào thì các bác có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn qua Zalo cho em cũng được, thì em sẽ báo giá các bác cụ thể hơn và em lên đơn hàng thì em gửi hóa đơn cho các bác xem luôn. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em ạ. Các bác mà cần những loại vật tư nào hay các bác yêu thích những cái dòng địa lan nào thì các bác liên hệ ủng hộ em. Em cảm ơn tất cả các bác.